Rồi, hello, lo xin chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Tiếng Châu của mình ha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thì video hôm nay mình chia sẻ về vấn đề cái cách mà mình chăm sóc cây mai từ bây giờ, từ đầu tháng 11 bây giờ tới ngày lặt lá, thì nên làm cái gì để mà cây mai của các bạn nó không bị chỗ bông sớm và giữ được cái nụ đến ngày lặt lá nha các bạn ha. Thì đó là cái vấn đề rất là quan trọng, tại vì chăm sóc nguyên một năm rất là uổng. Nếu mà nó bị chỗ bông sớm quá nhiều thì nó sẽ bị rất là uổng ha các bạn ha. Thì bạn biết lúc này ấy, thời tiết khắc nghiệt các bạn ha, lúc này thì nắng lên rất là nhiều ha. Nắng lên như thế này thì đa số một số nhà vườn là mình thấy mình xem được là bị chỗ bông sớm rất là nhiều nha các bạn ha. Đặc biệt là những cái nhà vườn mà bón phân á. Bởi mình khuyên các bạn á là nếu mà cái nụ của bạn nó đã vừa rồi thì các bạn ngưng phân cho mình đi ha. Ngưng phân thì nó sẽ ít khi bị chỗ sớm hơn là mình tưới phân, kể cả bạn tưới là phân đúng nha các bạn ha. Rồi thì từ bây giờ, từ đầu tháng 11 bây giờ tới ngày đặt lá thì ta cần phải làm gì nha các bạn ha. Thì cái điều quan trọng nhất á, mình lưu ý các bạn á, cái điều này là điều quan trọng nhất luôn nha các bạn ha, là các bạn phải tưới nước đủ và dư cho cây mai. Có thể là đủ thì các bạn khó canh ha, nhưng mà phải dư cho cây mai. Trước tiên mình nói vấn đề về nước ha. Nước tưới thì các bạn tưới giác sáng sớm cho mình, tưới trước 8 giờ nha các bạn ha, chứ đừng nắng lên quá nhiều tưới, nó sẽ làm nụ của bạn nó mau lớn và nó chỗ bông sớm. Vấn đề thứ hai là các bạn không nên tưới giác trưa, giác nắng. Có thể tưới bổ sung vào lúc chiều 5 giờ các bạn ha. Lúc này thì bạn thấy là nắng lên rất là nhiều nên là các bạn nên tưới bổ sung cho mình đi. Ở bên xưởng là nó làm ồn quá, các bạn thông cảm ha. Mình quay nói trực tiếp không à. Đó, cái vấn đề tưới nước là các bạn lưu ý cho mình đó cho mình ha. Thì lúc này nắng lên là phải tưới nước đủ cho cây cây, đặc biệt là những cái cây mai mà chậu càng nhỏ ha, hoặc là những cái cây mai mà tàn lá nhiều, hoặc là những cây mai mà cái rễ nó ăn kín hết chậu, thoát nước tốt quá thì các bạn phải tưới nước ngập ngày 2 lần cho mình ha các bạn ha. Rồi, cái vấn đề nữa là cái canxi bo này nè, bạn nào mà chưa sử dụng canxi bo lần nào thì giờ tưới cho mình đi. Thì canxi bo này bạn tưới vô nó không ảnh hưởng hưởng gì tới vấn đề chỗ bông sớm đâu các bạn ha, nó chỉ là làm cho cái nụ bạn nó phát triển vàng hơn thôi, và sau này nó sẽ chống cái hiện tượng rụng bông, rụng búp đó các bạn ha. Canxi bo này thì cái loại này thì pha hình như là cái liều mà là 1cc cho một lít nước các bạn ha, dưới 1cc cũng được. Tại vì cái này nó quy định là pha khoảng 1cc bạn, 1cc hoặc 1c rưỡi ha. Nếu mà bạn mua loại chai này thì nó kêu bạn là 20ml đến 25ml cho bình 16 lít nè. Phun thì canxi bo này phun thì tốt hơn tưới gốc các bạn ha. Tại vì canxi bo thì mình phun chỗ nào thì tác dụng chỗ đó, nó không có di chuyển được. Đó. Còn bây giờ các bạn những cái nụ mà vừa các bạn ha. Những cái nụ mà vừa như thế này nè. Thì các bạn ngưng phân đi các bạn ha. Đó. Nó vừa như thế này nè, bạn ngưng phân đi. Đó. Còn nếu mà nụ nó đã ván với rám vàng như thế này thì càng tốt các bạn ha. Mà ngưng phân bây giờ là đã mới đầu tháng 11, những cái nụ vừa này bạn ngưng phân đi. Bạn chỉ tưới nước đủ cho nó thì nó chỉ từ từ nó sẽ chuyển qua rám vàng thôi. Chứ còn bạn bón phân là nó nguy hiểm lắm. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần để mình ra thêm nhiều clip hay và bổ ích nha các bạn. Những cái cây mai mà nụ nó còn nhỏ thì bắt buộc mình mới bón 12, 12, 17 thôi. Nụ nó còn quá nhỏ các bạn ha. Thì bạn bón có thể là liều 1g trong 1 lít nước. Thì vì giờ mình cũng có bón cái loại này ha. Mà các bạn yên tâm bón cái loại này thì cái cây mai của bạn ấy, nếu mà lỡ nụ nó bự rồi bạn bón cái này nó cũng không có chỗ nhiều đâu. Ha. Chứ bạn đừng có bón những cái loại phân sau mình kể ha. Bạn không được bón những cái loại phân sau này rất là nguy hiểm các bạn ha. Ví dụ DDB nè. Không được bón. 16, 16, 8 cũng không được bón luôn. Rồi 3 số 17 cũng không được bón, 3 số 19, 3 số 20 rồi đó cũng không được bón luôn. Những cái 20 10 càng không được bón ha, những loại đạm cao á, những cái số đầu cao cũng không được bón luôn. Thì giữa cái phân 12 12 17 này nè với lại phân 15 5 20 thì mình thấy phân 12 12 17 này nó sẽ khả năng nó ít nở bậy hơn là cái phân 15 5 20 các bạn ha. Hai phân này đều giúp cho cây mai của bạn nó lớn nụ và nó chuyển nụ qua cắt nụ và vàng mỡ gà đó các bạn ha.
Thì những giữa giữa cái đậu xanh và nụ vàng mỡ gà thì nó sẽ nụ vàng mỡ gà nó sẽ khó trổ bông bậy hơn, khó trổ sớm hơn. Nó mình thấy là cái mai cày của mình mà nó chuyển qua nụ mỡ gà nhá ha. Thì các bạn nào nếu mà không có xài này thì xài siêu kali cũng được. Siêu kali là cái loại mà 7544 các bạn ha, có nghĩa là nó chỉ có 7% đạm, 5% lân và 44% kali á ha. Thì bạn xài đó, thì lúc này thì đối với những cái cây mai mà nụ còn nhỏ, nụ còn nhỏ nhưng mà nó mới còn xanh á, thì các bạn sử dụng cho này cho mình ha. Còn những cái cây mai mà nụ nó đã bự như thế này nè, thì tuyệt đối các bạn nụ nó bự như thế này tuyệt đối các bạn ngưng phân cho mình đi ha, ha ngưng phân đi. Còn bạn muốn mà chuyển qua mỡ gà thì từ từ ngưng phân, nó sẽ chuyển qua mỡ gà thôi đó. Không thì bạn món loãng cái thằng này cũng được, món liều dưới 1g cũng được, hoặc 1g dưới 1g thôi. Rồi gram như thế nào bạn không biết thì bạn kiếm những cái chung, nó đi cà phê đá bạn ha, cái muỗng cà phê đá là 5g, bằng mặt là 5g mà ha. Bạn kiếm những cái chung này nè, chung này trong Casio ho của em bé nó có nè, thấy ml nè, 50 lít nè, 2.5 ml nè, 50 lít tức là 5g cũng gần bằng 5cc đó các bạn ha, na ná nha bạn. Thì những cái cây của mình là sáng mình tưới nước rất là nhiều ha bạn ha, tưới nước rất là nhiều. Thì bạn thấy là mình làm biếng nên mình tưới chỉ chắc sáng thôi. Mà các bạn phải xiên ha, kiểm tra từng chậu, chậu nào mà nó khô quá, nó hơi khô á thì các bạn phải tưới bổ sung nước nha, nếu không là cây mai của bạn nó trổ bông sớm lắm mà ha. Và đặc biệt á, cây mai người ta nụ nhiều á, siêu nụ nhiều á, thì người ta trổ bông sớm khoảng 15%, 10% thì hoặc 20% người ta chẳng còn nụ nữa chơi. Còn cây mai của bạn á, bông nó đã ít rồi mà bạn để cho nó trổ 5%, 10% hoặc 20% đấy, thì cái cây mai của bạn tết nó sẽ ít bông rồi các bạn ha, lưu ý rồi đó cho mình. Giờ tới ngặt lá là các bạn những cây nào mà nụ đã vừa và nụ đã rám vàng thì ngưng phân cho mình ha, chỉ có tưới nước đầy đủ cho mình thôi, hoặc là có thể là bón thằng Casimo thôi. Và lưu ý là sâu và bọ chỉ các bạn vẫn xịt nha. Như lúc này là bạn nào mà chưa có xịt nhện đỏ phải xịt nhện đỏ nữa, nhện đỏ là năm nay là dịch nhện đỏ nên chính vì thế thì các bạn phải xịt nhện đỏ. Khi mà đã bị rồi bạn xịt 4-5 lần luôn các bạn ha, mỗi lần cách nhau là khoảng một tuần 10 ngày nó mới chưa có đáng kể ha. Nhưng mình bị nhện đỏ mình mới xịt mới khoảng 2 lần thôi, nhưng mà vẫn nhện đỏ bây giờ nó vẫn tấn công vườn mình một số cây thôi các bạn ha, mình bỏ luôn. Nói chung mình làm sợ xịt thuốc lắm, bạn xịt như vậy nè. Bởi vì trồng mai thì nên xịt ngừa, nếu không ngừa nó bị rồi bạn xịt tốn số lần xịt và tốn công tốn thuốc dữ lắm các bạn ha. Ví dụ như bạn ngừa là ví dụ nửa tháng hoặc 20 ngày bạn ngừa 1 lần, còn hơn là khi mà nó đã bị rồi mà mỗi tuần mỗi xịt mà chưa thấy hết nữa các bạn ha. Đó. Rồi có vấn đề nữa là những cây mai mà nụ đã lớn, nghĩa là nó no nưỡng quá các bạn ha. Để mình kiếm cây mai của mình có cái cây nào nụ no nưỡng lắm không, để mình nụ nó no nưỡng có nghĩa là nó muốn bung luôn các bạn ha. Cái giống này giống cúc các bạn ha. À, ví dụ nó no nưỡng như thế này đi, mày cũng chưa no nưỡng mấy, thì những cái cây na mai này các bạn có thể đem vô nắng ít lại nha bạn ha, chỗ nắng ít lại. Chứ bạn để một cái cây mà chỗ mà nắng một ngày 6-7 tiếng thì cái cây mai nó chịu không nổi ha, đặc biệt là thời tiết lúc này nó dễ bị bung bậy lắm. Bạn thấy hiện tượng vàng lá nó xảy ra, nó rụng một ngày cũng rất là nhiều các bạn ha. Đó. À, bạn thấy nụ nó vàng mỡ gà nhá các bạn ha, nè chuyển vàng mỡ gà nhá các bạn ha. Đó, giống này giống Thủ Đức nè. Nói chung đối với các bạn có vài cây á, có 2-3 cây mà để nó trổ bông sớm mà rất là tiếc các bạn ha. Nên chính vì thế thì các bạn cố gắng sao để bảo vệ cái cây của các bạn được tối ổn nhất, đảm bảo là không bị được tưới thiếu nước nha các bạn ha, và bón phân bậy ha, và bón phân quá liều. Để mình nhắc lại cái vấn đề này để các bạn tránh không có phạm phải. Thấy nè, cây của mình nó cũng trổ lác đác ha, nó cũng bung lác đác bậy với thời tiết nắng nóng như thế này ha. Thì nếu mà cây của bạn nào nụ quỳnh lá đã lớn quá không có thể đem cây vô chỗ mai chỗ nắng ít lại thì các bạn có thể dùng lưới lan bạn che bớt cái lượng nắng nha bạn ha. Rồi các bạn lưu ý, mình nói là một lần nữa để các bạn lưu ý rõ ha. Lúc này là cây nào mà nụ lớn quá rồi nha, chín mùi quá, các bạn đem cây vô chỗ nắng ít lại hoặc là che lưới lan giùm cho mình ha, và không được bón phân gì nữa cháu, tưới đủ nước cho mình thôi.
tưới đủ nước cho mình, có thể là tưới dư luôn. Tưới đủ nước là có nghĩa là các bạn hãy tưới đẫm, hơi đẫm một chút mà hãy tưới mà sao cái nước nó chảy ra cái lỗ thoát nước được. Được nha bạn ha, các bạn tưới mà dư nó chảy ra lỗ thoát nước thì là bạn tưới chưa đẫm đâu. Đó. À, chấp nhận cho nó dư một chút. À, chấp nhận cho nó dư một chút, nhưng mà đổi lại là hả, cái mai của bạn nó không bị chỗ bông sớm. Để chỗ bông sớm. Đó nhất lắm các bạn ha. Bạn nào có một hai cây á mà để nó chỗ bông sớm rồi thì Tết coi như là công cốc luôn các bạn ha, quy một năm chăm sóc. Thì lúc này á mình nói rồi á, làm gì làm không được bón các loại phân có đạm cao và hàm lượng lớn nha bạn ha. Đó. Bón 12 12 17 cho mình thôi. Đối với những cây mai mà nụ nhỏ, nụ nó còn xanh các bạn ha. Đó. Bón thằng 22 17 này nó có gặp thời tiết bất lợi mà nó chỗ á thì chỗ cũng không có nhiều. À, còn nếu bạn mà bón 16 16 8 DB này kia rồi đó. Hoặc là những cái loại phân mà hữu cơ mà có đạm cao các bạn ha. Đó. Hoặc là đạm cá này kia nữa, nó chỗ tương đối là mạnh nha bạn ha, gặp thời tiết khắc nghiệt như thế này nè. Đó mà cái cây mình nụ ha, nụ xanh như thế này nè. Đó, những cái cây mà nụ xanh như thế này mà còn nhỏ thì các bạn cứ tưới 16, xin lỗi tưới 12 12 17 đi, liều 1 gram hoặc dưới 1 gram trong một lít nước. Không bao giờ mà nó xảy ra tình trạng nó bậy đâu các bạn ha. Trừ khi bạn tưới đạm cao quá hoặc bạn sử dụng siêu kali. Siêu kali cũng được. Siêu kali là 7544 á, tưới cũng được ha. À, lúc này là canh nước ha bạn ha. Phải tưới nước cho nó đầy đủ, đừng để sốc nước mà ha. Có thể tưới bổ sung cho nó. Ăn thiếu nước một cái là nó sốc nước một cái là coi như nó xuống lá, nó rụng lá và nó chỗ bông hàng loạt nha bạn ha. Còn những cây mai mà không rụng lá mà bị chỗ bông á là bo do bón dư đạm nha các bạn ha. Đó. Để mình cho bạn phân biệt ha. Thì hiện nay một số nhà vườn á, cây mai người ta không có bị rụng lá nhưng mà vẫn chỗ bông sớm là do người ta bón dư đạm nha các bạn ha. Đó, bón dư đạm. Bón những là phân có hàm lượng dư đạm. Còn mà hiện tượng mà rụng lá rồi nó mới chỗ bông á là do hiện tượng sốc nước. Tưới sốc nước, thiếu nước ha. Thiếu nước thì nó rụng lá, nó chỗ bông xong nó ra lá non. Đó, hiện tượng là thiếu nước, tưới thiếu nước nha các bạn ha. Không phân biệt được hai vấn đề đó cho mình. Rồi thôi video mình đến đây cũng xin tạm dừng các bạn ha. Các bạn thấy video mình hay hãy cho mình một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh hãy nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn chuông cho tất cả để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn ha. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.